Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay, thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Khai mạc Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Phóng sự, trở lại dùng dịch cúm gia cầm. Tin trong nước, Quốc hội thảo luận luật an toàn thông tin. Việt Nam trúng thầu bán 100.000 tấn gạo cho Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp sau thành công của Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân, sáng nay, Đảng bộ quân sự tỉnh Vĩnh Long chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự đại hội có Thiếu tướng Phạm Văn Chua, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng chí Trần Văn Trón, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh luôn tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Trong đó nhiều nhiệm vụ chỉ tiêu đạt và vượt. Đảng bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua xuất sắc 4 năm liền, năm 2011-2014. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhấn mạnh. Đại hội chúng ta sẽ tập trung thảo luận đi sâu, kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm rút ra những kinh nghiệm, tìm ra những biện pháp tốt nhất để thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ chỉ tiêu của Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về đạo đức, năng lực, trách nhiệm để bầu vào ban chấp hành Đảng bộ quân sự nhiệm kỳ 2015-2020, bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu, đủ khả năng lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính thưa đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp hôm nay sẽ là động lực, là tiền đề, là cơ sở để Đảng bộ quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh tăng thêm sức mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra, góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng các cấp. Trong phiên làm việc sáng nay, đại hội sẽ thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và đại biểu thảo luận đóng góp các dự thảo văn kiện. Buổi chiều, các đại biểu tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, thành phố Vĩnh Long vừa tổ chức tuyên dương 100 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2015, đại diện cho trên 28.000 hộ gia đình văn hóa trong toàn thành phố. Đây là những gia đình văn hóa có lối sống gương mẫu, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, phong trào khuyến học, khuyến tài. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tặng giấy khen cho 22 gia đình đạt thành tích gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2015. Và mỗi gia đình được nhận một phần quà từ các nhà tài trợ. Huyện Tam Bình cũng vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 85 gia đình văn hóa tiêu biểu. Đến nay, toàn huyện có hơn 36.000 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có trên 29.300 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền. Thông qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa, những giá trị gia đình truyền thống được gìn giữ, phát huy, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương, khen thưởng 85 gia đình nói trên, đồng thời chọn 17 hộ tiêu biểu nhất tham dự hội nghị biểu dương cấp tỉnh. Hôm qua, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long tổ chức sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo đã vận động và phối hợp thực hiện tổng giá trị phúc lợi xã hội trên 30 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 231.000 lượt đối tượng thuộc hội quản lý. Trong đó, trợ giúp phương tiện sinh hoạt,
hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và học sinh nghèo trên 18 tỷ đồng và chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho bệnh nhân nghèo, cấp cơm cháo nước miễn phí cho bệnh nhân tại các bệnh viện là trên 10 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần giải quyết cơ bản vấn đề người khuyết tật còn khả năng lao động có được thu nhập thường xuyên, trẻ em khuyết tật, mồ côi hiếu học có điều kiện đến trường, người mù nghèo, bệnh nhân tim có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật điều trị. Trong 6 tháng cuối năm, các cấp hội phấn đấu vận động thực hiện tốt các chương trình mục tiêu của hội, đồng thời tham mưu ngành chức năng giải quyết cơ bản các chế độ chính sách, tạo việc làm cho người khuyết tật, phối hợp với ngành y tế tổ chức khám bệnh định kỳ tại nhà cho người khuyết tật nặng và triển khai tổ chức hoạt động hai bếp ăn mới ở bệnh viện lao, bệnh phổi và bệnh viện tâm thần. Báo cáo tại hội nghị sơ kết tình hình sản xuất vụ lúa hè thu năm 2015 của huyện Tam Bình cho biết, huyện xuống giống trên 15.300 ha, hiện đã thu hoạch được 1.460 ha, tập trung ở các xã Bình Ninh, Ngãi Tứ, Trà Loan Mỹ, năng suất đạt 6,7 tấn trên 1 ha. Diện tích lúa còn lại gồm trên 13.000 ha đang giai đoạn đồng rổ, 885 ha chắc xanh chín. Riêng diện tích thực hiện cánh đồng mẫu lớn 4.564 ha, với trên 7.100 hộ tham gia. Nhờ nắm vững và áp dụng các biện pháp kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, dự tính vụ hè thu năm nay sẽ cho năng suất đạt theo kế hoạch. Về vụ lúa thu đông, huyện có kế hoạch xuống giống 12.600 ha làm 2 đợt, vào cuối tháng 5 âm lịch từ 12 đến 15 tháng 7 và đầu tháng 6 âm lịch từ 18 đến 22 tháng 7. Phấn đấu năng suất 5,46 tấn 1 ha, sản lượng trên 68.700 tấn. Để đạt được kế hoạch vừa nêu, ngành nông nghiệp huyện kết hợp với địa phương khảo sát và nâng cấp các bờ dùng cống đập, quản lý chặt việc điều tiết nước, chọn giống tốt có năng suất cao, ít nhiễm sâu bệnh, nhân rộng kỹ thuật xạ thưa, xạ hàn, góp phần giảm chi phí trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra tình hình buôn bán giống lúa, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, tạo môi trường an tâm cho nông dân sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 3 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện hai ổ dịch cúm với hơn 1.900 con gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp dập dịch, đến nay tại các địa phương này chưa phát hiện thêm ổ dịch mới. Trở lại vùng dịch sau thời gian khống chế, hiện nay công tác phòng chống dịch cũng được ngành thú y và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt, không để dịch bùng phát lây lan. Mặc dù đến thời điểm này, ổ dịch cúm gia cầm tại ấp Cái Cui, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình đã qua 21 ngày. Nhưng công tác tiêu độc khử trùng môi trường và tiêm phòng bao dây được địa phương phối hợp với ngành chuyên môn quan tâm thực hiện. Nhờ vậy, đến nay, ổ dịch cúm này đã được khống chế hoàn toàn, không lây lan trên diện rộng. Cho đến thời điểm này thì công tác tiêm phòng chính cũng như trước và sau khi dịch xảy ra thì ở địa phương cũng đã làm xong. Sau khi mà đã xảy ra dịch ở trên địa bàn xã thì bà con cũng rất là hoang mang, cho nên bà con mình cũng rất là sợ, lo, cũng tiến hành nhốt để cho tham gia mình tiêm phòng. Sau khi ở xã có xảy ra cái ổ dịch cúm gia cầm tại ấp Cái Cui á, thì tham mưu với đảng ủy xã chúng ta chỉ đạo ngay lập tức là cho thú y xuống để chúng ta ngăn chặn rồi bao dây cái dịch cúm đó, có cái phương hướng là tiêm phòng để cho nó dập tắt ngay cái ổ dịch. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo cho các ngành đoàn thể chúng ta trực tiếp xuống ấp rồi tuyên truyền cho người dân nắm đã trên địa bàn xã đã xảy ra cái dịch cúm gia cầm. Do đó chúng ta phải từng hộ gia đình chúng ta phải tiêm phòng để cho nó tránh cái tình trạng lây lan giữa ấp này qua ấp khác. Tuy dịch cúm gia cầm đã cơ bản được khống chế, nhưng ngành thú y vẫn luôn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch như quản lý tốt dịch chạy đồng, ra quân thực hiện tổng tiêu độc sát trùng chuồng trại chăn nuôi, kiểm tra kiểm soát vận chuyển sản phẩm gia cầm và mua bán gia cầm ở các chợ, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển gia cầm không chấp hành các quy định của ngành thú y. Đặc biệt, ngành thú y cũng khuyến cáo người chăn nuôi tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm phòng đợt 1 năm 2015. Đến nay, lực lượng thú y đã tiêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng cúm cho đàn gia cầm trên địa bàn. Với cái kinh nghiệm phòng chống dịch cúm gia cầm ở những năm trước, thì năm nay chúng tôi cũng thực hiện như thế đó nhưng mà quyết liệt hơn. Ban chỉ đạo của cấp cũng đã có kinh nghiệm trong vấn đề này. Chúng tôi nhận thấy là với cái phương châm là phát hiện bệnh nhanh, chẩn đoán nhanh và lập tức gửi phòng xét nghiệm, và khi có kết quả dương tính thì ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đã hủy ngay cái đàn gia cầm đó. Liền sau đó là chúng tôi tổ chức tiêm phòng bao vây và thực hiện tiêu độc sát trùng. Hầu hết là khoảng 70% mà các ổ dịch mà chúng tôi áp dụng theo phương thức này đều chỉ xuất hiện ở cái dạng hộ gia đình,
không có xuất hiện lây lan sang những cái hộ khác. Với những nỗ lực của ngành thú y, việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức lại hệ thống sản xuất chăn nuôi, mua bán giết mổ, chế biến tiêu thụ gia cầm sẽ là giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm hiệu quả trong thời điểm từ nay đến cuối năm. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự án luật an toàn thông tin và biểu quyết thông qua luật kiểm toán nhà nước sửa đổi. Việc ban hành luật an toàn thông tin sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về an toàn thông tin, tạo điều kiện phát triển ổn định, bình đẳng cho các tổ chức cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin. Thảo luận về dự án luật, đại biểu tập trung cho ý kiến vào 5 nội dung: tên gọi và phạm vi điều chỉnh của luật, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, quản lý mật mã dân sự, kinh doanh an toàn thông tin, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin. Nhiều đại biểu đề nghị đổi tên thành luật an toàn thông tin trên mạng để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo. Phân tích hiện nay, tình trạng gửi, phát tán thư rác trên mạng xảy ra rất nhiều. Đại biểu đề nghị cần quy định rõ thế nào là thư rác để từ đó phân loại, xử lý về các hành vi phát tán thư rác trên mạng. Các đại biểu phân tích nguy cơ lấy cắp thông tin trên mạng Internet và tấn công trên mạng ngày càng diễn ra phức tạp, hàng ngày, hàng giờ, và đề nghị cần thiết kế một chương trình để quy định về nội dung bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước để phòng chống, hạn chế tối đa việc xâm nhập, lấy cắp bí mật cơ quan nhà nước, thông tin cá nhân. Trước đó, vào đầu giờ làm việc sáng nay, Quốc hội đã thông qua luật kiểm toán nhà nước sửa đổi với tỷ lệ tán thành 87/85%, 434/496. Thưa quý vị và các bạn, luật trưng cầu ý dân vừa được thảo luận tại hội trường vào chiều hôm qua. Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau đã được bàn luận, song với nhiều đại biểu, quy định về việc trưng cầu ý dân trong luật phải dễ hiểu, dễ thực hiện và mang tính khả thi. Đó là yêu cầu có tính quyết định để tổ chức thành công một cuộc trưng cầu ý dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự truyền hình Vĩnh Long tại diễn đàn kỳ họp. Qua trao đổi bên lề kỳ họp, các đại biểu Quốc hội cho biết, luật trưng cầu ý dân nhằm kịp thời cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho người dân tham gia vào các công việc của nhà nước, trực tiếp thể hiện quyền làm chủ của mình đối với các vấn đề quan trọng của đất nước. Đánh giá dự án luật được chuẩn bị khá công phu. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, thì quy trình trưng cầu ý dân còn nặng nề, giống như quy trình tổ chức một cuộc bầu cử rất khó thực hiện. Theo tôi thì việc trưng cầu ý dân đó là mình làm sao để mình phát huy cái quyền làm chủ của người dân, làm cho người dân nhận thức cho thật tốt cái vai trò trách nhiệm công dân của mình, chứ không phải mình luật quá những vấn đề cứng rồi mình buộc người dân phải thực hiện. Cho nên là tôi đề nghị có thêm một cái chế định làm sao mà quy định cái trường hợp đặc biệt cần trưng cầu ý dân trong thời gian ngắn, và đồng thời ra soát lại các cái thủ tục trình tự thực hiện một lần trưng cầu ý dân, làm sao cho gọn, nhẹ, dễ dàng thực hiện, không áp lực đối với người dân và cũng không áp lực đối với các cái cơ quan cũng như là cá nhân thực hiện cái nhiệm vụ trưng cầu ý dân. Cùng quan điểm như trên, nhiều đại biểu cho rằng việc trưng cầu ý dân phải được tổ chức một cách chặt chẽ, nhưng vấn đề đặt ra là cần có quy trình cụ thể khả thi nhằm tạo thuận lợi nhất để người dân tích cực tham gia thể hiện ý kiến của mình, không thể quy định như trong dự thảo với một quy trình khá phức tạp và mang tính bắt buộc người dân tham gia. Trưng cầu ý dân thì cái quy trình nó có thể nó phải đơn giản, gọn nhẹ, và để cho cái cả người làm và người cho ý kiến người ta cảm thấy thoải mái. Tôi lấy ví dụ như bây giờ là mình đặt vấn đề lấy ý kiến người dân về một cái chủ đề nào đó, thì vấn đề ở chỗ là mình làm sao mình thu hút được cái người dân, người ta tới người ta cho ý kiến, chứ không nên dùng các cái vấn đề là ví dụ như hành chánh là phải lập danh sách như thế nào rồi ngày nào giờ nào. Có thể mình cho một cái khoảng thời gian trong vòng 2-3 ngày, một tuần gì đó là người ta đến người ta cho ý kiến. Tất nhiên khi đó ý kiến thì mình có cái danh sách ai tới ý kiến để mình biết người nào đã cho ý kiến rồi. Thì như vậy là mình làm cảm thấy một cái quy trình nó nhẹ nhàng, thoải mái, mà vấn đề là nó thu hút người ta tới. Trưng cầu ý dân về vấn đề gì, do ai quyết định, ở phạm vi quy mô nào thì có hiệu quả cao? Điều này phụ thuộc rất nhiều vào mục đích từng cuộc trưng cầu ý dân. Vì vậy, vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra và đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ những câu hỏi nêu trên, để người dân tích cực tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa có yêu cầu rà soát an ninh nội bộ tại các sân bay, yêu cầu các cơ quan quản lý trực tiếp phải giải quyết dứt điểm tình trạng mất cấp hành lý, phải rà soát lại toàn bộ nhân sự thuộc khâu bốc xếp an ninh nội bộ, xem xét lại quy trình tuyển chọn, đào tạo. Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ đầu năm 2013 đến nay,
có gần 700 vụ mất cấp hành lý chính thức bị khách hàng khiếu nại và ngày càng có xu hướng tăng, trong khi không có một camera nào ghi nhận được, chưa có một vụ việc nào được đưa ra khởi tố. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các cơ quan đơn vị phải tăng cường giám sát nội bộ, giám sát việc ra vào sân bay của người và phương tiện, kiểm tra các khâu từ dây chuyền vận chuyển hàng hóa đến phòng kiểm soát an ninh. Tại các khu vực liên quan đến hàng hóa của khách hoặc khu chứa hàng, phải lắp đặt thêm camera giám sát, kiểm soát chặt chẽ đầu vào, đầu ra dây chuyền vận chuyển hành lý. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các cơ quan quản lý trực tiếp phải quyết dứt điểm tình trạng này. Tới đây, phải phân định rõ ràng từng khu vực trong sân bay thuộc phạm vi hoạt động và trách nhiệm của bộ phận nào, ai chịu trách nhiệm. Hàng hóa vận chuyển đến từng công đoạn phải được xác định còn nguyên vẹn hay không, mất mát hỏng hóc xảy ra ở công đoạn nào, phải phát hiện được và gắn với trách nhiệm của công đoạn đó. Cơ quan lương thực quốc gia Philippines NFA đã chính thức quyết định nhập khẩu thêm 100.000 tấn gạo loại 25% từ Việt Nam. Giá trúng thầu là 416,85 đô la Mỹ một tấn giao tại kho NFA. Trước đó, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã đưa ra mức giá dự thầu là 417 đô la Mỹ một tấn để bán 100.000 tấn gạo cho Philippines. Nhưng mức giá này cao hơn dự kiến ngân sách được Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines NFA đưa ra nên đã bị loại. Tuy nhiên, sau đó, NFA quyết định cho 3 đơn vị dự thầu gồm Việt Nam, Thái Lan và Campuchia chào giá lại và Việt Nam đưa ra mức giá có lợi nhất cho NFA. Với việc nhập khẩu thêm 100.000 tấn gạo lần này, từ đầu năm đến nay, Philippines đã nhập khẩu tổng cộng 750.000 tấn gạo theo thỏa thuận liên chính phủ, trong đó nhập từ Việt Nam 550.000 tấn và từ Thái Lan 200.000 tấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Liên tục chương trình là phần tin quốc tế với những nội dung chính như sau. Tại cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế lần thứ 7, Mỹ và Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác nhưng vẫn thừa nhận có bất đồng trong nhiều vấn đề. Chỉ số các nhà quản lý mua hàng PMI của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 6 năm 2015 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm qua. Các nhà khoa học Israel phát triển một loại nón bảo hiểm mới giúp đảm bảo an toàn cho các phi công khi bay trong điều kiện khắc nghiệt. Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu dòng đối thoại cấp nội các hàng năm với cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế lần thứ 7 tại thủ đô Washington vào ngày 23 tháng 6, tức đêm qua theo giờ Việt Nam. Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác nhưng vẫn thừa nhận có bất đồng trong nhiều vấn đề. Đồng chủ trì dòng đối thoại kéo dài 2 ngày này là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew cùng với Quỹ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khí Trị và Phó Thủ tướng Uông Dương. Phát biểu trong cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, hai nước cần trung thực và thẳng thắn về quan hệ trong tương lai. Ông Biden cũng lên tiếng cảnh báo rằng tất cả các quốc gia đều phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, hợp tác để giữ cho các tuyến đường biển quốc tế luôn mở cửa hoàn toàn cho giao thương. Phó Tổng thống Mỹ nêu rõ những quốc gia từ bỏ biện pháp ngoại giao để quay sang đe dọa và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp sẽ chỉ gây ra những bất ổn mà thôi. Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương thừa nhận hai nền kinh tế hàng đầu thế giới không nhất trí được với nhau trên mọi vấn đề và cho rằng đối thoại luôn là biện pháp được ưu tiên hơn đối đầu. Cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 7 tập trung thảo luận các thách thức cũng như cơ hội về chiến lược và kinh tế mà hai nước đang phải đối mặt. Vấn đề Biển Đông cùng các mối lo ngại chung như biến đổi khí hậu, chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên, an ninh mạng, nhân quyền được phía Mỹ thông báo là những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế năm nay. Dòng đối thoại Mỹ-Trung năm 2015 tại Washington bao gồm 3 phần: đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 7, tham vấn về giao lưu nhân dân hai nước lần thứ 6 và đối thoại an ninh chiến lược lần thứ 5. Cuộc họp cấp ngoại trưởng của nhóm bộ tứ Normandy gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine về vấn đề Ukraine tại Paris, Pháp đã kết thúc vào đêm qua. Trong thông cáo chung, ngoại trưởng bốn nước khẳng định các bên xung đột tại miền đông Ukraine phải tiếp tục tuân thủ thỏa thuận Minsk, giảm căng thẳng và ngừng bắn tại vùng Donbass. Phát biểu sau cuộc họp, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các bên nhất trí phản đối mưu toan phá hoại tiến trình thực hiện thỏa thuận Minsk và đẩy tình hình tại vùng Donbass tới một cuộc chiến tranh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng cuộc gặp đã đề cập đến vấn đề trợ giúp kinh tế cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, trong đó có việc khôi phục cơ sở hạ tầng. Ông cho rằng
Kết quả cuộc gặp đem lại lạc quan tương đối về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Trước cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm bộ tứ Normandy cũng ngày 23 tháng 6 tại Minsk, Belarus, đã diễn ra cuộc gặp của nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine, gồm các phe phái đối lập tại Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Sau 3 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng, đại diện đặc biệt của OSCE, bà Heidi Tatli Avini cho biết, các bên đã thảo luận về bầu cử và quy chế đặc biệt cho miền đông Ukraine. Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tới. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA đã do thám 3 đời Tổng thống Pháp gồm Tổng thống Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và đương kim Tổng thống François Hollande. Đây là thông tin vừa được công bố trên Wikileaks, trang web chuyên cung cấp các thông tin bị rò rỉ, trong đó có cả các tài liệu mật của chính phủ. Wikileaks dẫn các tài liệu kỹ thuật và báo cáo tình báo tối mật từ NSA cho biết, việc do thám các vị nguyên thủ Pháp diễn ra từ năm 2006 đến tháng 5 năm 2012, thời điểm ông Hollande kế nhiệm ông Sarkozy ngày 15 tháng 5 năm 2012. Ngoài ba vị tổng thống Pháp NSA, còn do thám các thành viên nội các Pháp cũng như đại sứ Pháp tại Mỹ. Trong một phản ứng, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã từ chối xác nhận hay phủ nhận những thông tin cho rằng NSA do thám ba đời tổng thống Pháp. Còn hãng thông tấn Anh BBC dẫn nguồn tin từ giới chức Pháp cho hay, Tổng thống Hollande sẽ triệu tập một cuộc họp Hội đồng Quốc phòng trong ngày hôm nay, 24 tháng 6, để đánh giá về những thông tin vừa được Wikileaks công bố. Theo tính toán của công ty thông tin tài chính Markit, chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 6 năm 2015 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm qua. Theo các số liệu do Markit công bố, chỉ số PMI của Eurozone đã tăng từ mức 53,6 điểm trong tháng 5 năm 2015 lên 54,1 điểm trong tháng 6 năm 2015, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2011. Theo các chuyên gia, kinh tế Eurozone đang từng bước hồi phục, song chỉ ở mức vừa phải trong 18 tháng qua do những lo ngại về nguy cơ Hy Lạp có thể dỡ nợ và rời khỏi khối này đã tác động bất lợi tới lòng tin của giới doanh nghiệp. Ngoài ra, khủng hoảng nợ của Hy Lạp cũng tác động phần nào tới hoạt động tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng việc làm tạo ra trong quý 2 năm 2015 vẫn duy trì ở mức cao nhất trong 4 năm qua. Điều đó cho thấy, ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế khu vực này đang ứng phó tương đối tốt với khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Công ty thông tin tài chính Markit dự báo nền kinh tế Eurozone đang hồi phục với nhịp độ tăng trưởng trong quý 2 năm 2015, có thể tương đương với mức 0,4% của quý trước đó, và mức tăng trưởng của cả năm 2015 dự báo sẽ đạt 2%. Các nhà lập pháp tại Thượng viện Mỹ đêm qua đã cáo buộc hãng sản xuất túi khí Takata của Nhật Bản chỉ lo bảo toàn lợi nhuận mà bỏ qua việc kiểm tra tính an toàn của túi khí, dẫn đến 8 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ tai nạn xe. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Bill Nelson dẫn báo cáo của các cuộc điều tra cho biết, kể từ năm 2009 đến nay, Takata đã bỏ qua nhiều công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt về tính an toàn của túi khí tại xưởng sản xuất ở Monclova, Mexico, dành cho nhiều mẫu xe hơi của các hãng General Motors của Mỹ, Honda của Nhật và nhiều hãng xe khác. Trước đó, Takata đã chính thức xác nhận sản phẩm túi khí của mình có vấn đề. Takata là nhà cung cấp túi khí cho các hãng xe nổi tiếng toàn thế giới như General Motors, Toyota, Nissan, Honda. Vào tháng 5 vừa qua, 34 triệu xe ô tô tại Mỹ đã phải thu hồi sau thông tin hệ thống túi khí do Takata sản xuất không đảm bảo an toàn. Đây là vụ triệu hồi xe lớn kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin nhắn đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Đêm qua giờ Việt Nam, hàng trăm hành khách đã bị kẹt lại tại ga xe lửa Gare du Nord ở thủ đô Paris, nước Pháp, sau khi tuyến đường hầm nối liền Pháp và Anh bị đóng cửa do cuộc biểu tình của các công nhân phà ở thành phố Calais. Do lo ngại bị mất việc làm, những người biểu tình đã kéo đến ga xe lửa nối trên, đốt cháy nhiều giỏ xe. Họ cũng phong tỏa một cảng ở Calais, điểm khởi hành chủ yếu của các chuyến phà đi qua eo biển Manche. Cũng đêm qua, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ quả quạng xảy ra tại một viện dưỡng lão ở thành phố Mexicali, thủ phủ bang Baja California Norte, Tây Bắc Mexico. Do được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy nên toàn bộ khu nhà hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn. Giới chức thành phố không loại trừ khả năng quả quạng do con người gây ra, nhất là khi người đứng đầu trung tâm này đang có mâu thuẫn với ban quản lý.
Sáng nay, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS, nhưng không có thêm ca tử vong nào vì dịch bệnh này. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, các trường hợp nhiễm mới đã nâng tổng số người nhiễm MERS tại xứ sở Kim Chi lên 179 người, trong khi số ca tử vong đang dừng ở 27 người. Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 5, đến nay đã có hơn 13.000 người phải cách ly do nghi nhiễm, trong đó 11.210 người đã thoát khỏi tình trạng trên do không có triệu chứng nào của MERS trong thời gian 14 ngày, giai đoạn ủ bệnh tối đa của căn bệnh chết người này. Giới chức Pakistan chiều qua cho biết, đợt nắng nóng dữ dội trong vài ngày qua ở tỉnh Sindh, miền nam nước này đã khiến gần 700 người thiệt mạng. Hiện, đội ngũ bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại nhiều bệnh viện. Theo giới chức y tế Pakistan, đa số các trường hợp tử vong đều ở thành phố cảng Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh, khi từ cuối tuần qua, nhiệt độ nơi này có lúc tăng lên đến 45 độ C. Chỉ thấp hơn mức cao kỷ lục 47 độ C vào năm 1979. Hiện, bệnh viện lớn nhất ở thành phố Karachi đang điều trị cho hơn 3.000 bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Trong 24 giờ qua, đã có thêm 7 người tử vong ở tỉnh Punjab. Trước tình trạng trên, hôm qua, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã ban hành chỉ thị đặc biệt cho cơ quan quản lý thảm họa quốc gia và các tổ chức liên quan khác nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Chiều qua, lực lượng quân đội và bán quân sự của Pakistan đã lập nhiều lều trại y tế trong khuôn viên các bệnh viện và trên nhiều đường phố ở Karachi để chữa trị miễn phí cho các bệnh nhân. Hiện, tình trạng thiếu điện trong những ngày nắng nóng như thế này cũng gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân. Tối qua, nhiều người ở thành phố Karachi đã biểu tình phản đối việc mất điện tại đây, khiến số người thiệt mạng do nắng nóng càng tăng lên. Cơ thể của các phi công lái máy bay chiến đấu thường chịu áp lực rất lớn khi thực hiện các màn điều khiển trên không. Ảnh hưởng từ việc tăng giảm tốc độ đột ngột hay tình trạng thiếu oxy do ở cách mực nước biển quá cao đều có thể khiến các phi công rơi vào trạng thái mất nhận thức và dẫn đến tai nạn. Công ty điện tử quốc phòng Israel Elbit Systems cho biết đang phát triển một hệ thống cảm biến mới có tên gọi Canary. Hệ thống này được tích hợp vào mũ bảo hiểm của phi công, giúp ngăn chặn hiện tượng mất nhận thức do ảnh hưởng của trọng lực và tình trạng thiếu oxy lên não, từ đó giúp bảo vệ mạng sống của các phi công. Khi phát hiện sự bất ổn sắp xảy ra, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo trên phần kính của mũ bảo hiểm. Trong trường hợp phi công đã bất tỉnh, hệ thống sẽ chuyển tín hiệu ra lệnh cho máy tính tự động điều khiển máy bay cho đến khi phi công tỉnh lại. Công ty Elbit Systems cho biết sẽ tung loại nón bảo hiểm này ra thị trường khoảng một năm nữa. Hệ thống cảm biến Canary cũng có thể được sử dụng để theo dõi tình trạng thiếu oxy trên máy bay dân sự, với các cảm biến được gắn vào người thay vì mũ bảo hiểm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.